Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vốn đã được mệnh danh là ông vua bán tải tại thị trường Việt Nam, cùng với hàng loạt nâng cấp mới, đặc biệt là về công nghệ, Ford Ranger nói chung và phiên bản Ranger Winchester thế hệ mới nói riêng hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Từ chỗ thịnh hành, phân khúc xe bán tải tại thị trường Việt Nam ngày càng phát triển sôi động với rất nhiều cái tên như Mazda BT50, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Nissan Navara, Chevrolet Colorado, Isuzu D-Max. Trong đó, Ford Ranger luôn là mẫu xe có doanh số cao nhất phân khúc. Nếu theo dõi phân khúc bán tải sẽ thấy Ford Ranger luôn là cái tên bán chạy nhất. Trong năm 2014, đã có 4.791 chiếc Ford Ranger được bán ra tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là mẫu bán tải duy nhất lọt vào danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Trong 8 tháng đầu năm 2015, tổng doanh số của Ranger đạt 4.154 xe, tăng 69% so với năm trước đó, chiếm gần 50% thị phần của phân khúc và là một trong những dòng xe đóng vai trò quan trọng nhất giúp Ford Việt Nam luôn nằm trong top 3 hãng xe bán chạy nhất. Được kỳ vọng tiếp nối thành công từ những thế hệ trước, Ranger 2015 đã được Ford Việt Nam trình làng với 6 phiên bản. Phiên bản mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Ranger Winchester 3.2 mạnh mẽ và cao cấp nhất. Động cơ Ford Ranger Winchester 3.2 là động cơ turbo diesel 3.2i 5 xi, 5 máy thẳng hàng. Hệ thống phun dầu trực tiếp buồng đốt được turbo tăng áp nén không khí vào buồng đốt dưới áp suất rất cao cho công suất và mô men xoắn lớn nhất so với các đối thủ cùng phân khúc, giúp xe mạnh mẽ vô địch nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu, chỉ 8 lít dầu cho 100 km. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, xe vừa mới lăn bánh được hơn 10 vạn km. Chủ nhân của chiếc xe này là thành viên của câu lạc bộ xe bán tải Hà Nội và đặc biệt rất yêu xe, thích độ xe nên chiếc xe đã được độ thêm rất nhiều đồ từ hệ thống đèn đến vai thể thao, nắp thùng cuốn, bậc cửa, mặt ca lăng, cản trước, cản sau, khóa thông minh, đề nổ start, stop và dàn chân với la răng và lớp địa hình rất hầm hố, khỏe khoắn tăng thêm chất địa hình vốn có của chiếc xe. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá hơn 600 triệu đồng, tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm, với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.
Mm-hmm.